Chào mừng quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin mưa lớn ở vùng núi Trung Du Bắc Bộ và tin mưa dông cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong 10 ngày tới, MCO hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương và không tác động nhiều đến thời tiết ở phía Nam Việt Nam. Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 sóng thần nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khả năng có 1 đến 2 sóng thần nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hiện nay, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh dần lên nên ngày hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm nay đến ngày mai đến ngày 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh như Mường Tè, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Còn khu vực Hà Nội trong hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống các tỉnh Trung Bộ thì trưa nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn gió mạnh nên ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 26 tháng 8 trở đi. Nhìn xuống phía Nam nước ta, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai đến ngày 27 tháng 8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Trên biển, dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh tới những tháng đầu năm 2022. Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác thì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 7 đến 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 3 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Hiện nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần lên, nên ngày hôm nay và đêm mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để tiếp tục cập nhật và theo dõi. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.